Tí ơi, mẹ về rồi nè. À, mẹ về. Tí. Mẹ ơi mẹ. Dạ, về rồi hả? Mẹ ơi, mẹ có mua bánh ú cho con không? Bánh ú nữa hả? Dạ. Vô đây với mẹ. Thôi thôi thôi, con không có ăn bánh ú nữa, mập lắm rồi. Con thèm nè, mà. Vô đây. Vô đây. Nè, đưa cho ta. Nè, hai cha con phụ em treo đồ lên đi. Nàng yên tâm, nàng muốn làm gì cứ nói ta, ta làm cho. Nàng cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ đất này là của nhà mình rồi, mình bán tới trưa thôi, chiều mình nghỉ, tối cả nhà quay quần, không cần làm nhiều, đủ ăn là được rồi. Còn phải tìm thầy cho Tí học nữa. Đúng rồi đó. Phụ mẹ đi Tí. Mẹ đưa cho con. Phụ mẹ nha con. Đưa đây, để ta. Cẩn thận đó. Khờ. Ý, anh hai. Làm gì mày? À, em đang bón phân cho mấy cái gốc mít nè, cho nó tươi tốt trở lại, giống y như ý nguyện của cha đó. Tưởng mày làm ông chủ chứ, tự nhiên cái ra đây bón phân trồng mít vậy mày. Ông chủ gì anh? Vợ em nói á, em chỉ cần lo việc vườn tược nhà cửa thôi, với chăm cho một Tí đi học, còn bao nhiêu á để cho vợ em lo. Bộ vợ nói cái gì là mày răm rắp mày nghe theo hả? Vậy em giỏi mà, đúng không? Ừ. Đúng thì mình phải nghe chứ. Khờ nè, nữ vợ mày á, nó buôn bán làm ăn cái gì mà lời vậy? Chỉ tao đi theo làm ăn với. Hồi này thất mùa, lúa đồ rẻ bèo, thiệt tao nản lắm. Mấy cái này hổng mấy anh hai đi hỏi vợ em đi. Chứ hôm bữa nó không cho mày nói, bây giờ tao hỏi nó chịu nói sao? Ủa, sao anh biết là nữ không cho em nói? Tao với mày là anh em mà, có gì mà không biết. Anh em là phải giúp đỡ chỉ nhau chứ. Chứ mùa vụ thất bát vậy, bây giờ không lẽ mày đành đoạn nhìn anh mày sạc nghiệp vậy sao? Trời, anh hai mà sạc nghiệp vậy sao sạc được? Ơi, sạc chứ sao không sạc mày. Mày nhìn tao vậy thôi, chứ tao bí lắm rồi. Tao phải tìm cách khác. Nè, vợ mày hùng vốn làm ăn cái gì, chỉ tao đi. Trời ơi anh hai, không có hùng hạp gì hết trơn á. Nàng là được. Hả? Sao? Em không có nói được đâu. Thôi em làm cho xong chuyện. Cái thằng này ấp a ấp úng, giấu mình cái gì đây nè. À, có cách rồi. Trời. Dạ. Mày không nói thì thôi, tao không ép mày. Giờ mày làm việc tiếp đi. Dạ. Tao về nghe. Dạ, anh hai về vui vẻ. Dạ. Vợ ơi. Chàng mới về hả? Mệt không chàng? Mà nè, hồi nãy anh hai hỏi ta là nàng buôn bán cái gì có lời chỉ cho anh hai với. Dạo này bệnh thất mùa. Rồi chàng nói sao? Ta nói ta không biết. Với lại ta không có nói cho anh hai cái chuyện mà cha báo mộng cho nàng, chỉ cho hai vợ chồng mình chỗ lấy hũ vàng ở dưới mương. Nàng dặn ta rồi mà. Chàng cẩn thận đó. Thôi chàng đi tắm nhanh đi, em dọn cơm cho chàng ăn. Cô đúng là người phụ nữ quá mưu mô. Thì ra lúc nào anh cũng rình rập vợ chồng tôi. Còn nói về mưu mô, so với vợ chồng của anh, tôi không bằng một góc nữa. Cô phải chia đôi số vàng đó cho tôi. Chia đôi? Anh muốn công bằng đúng không? Được thôi. Cô đã đem số vàng đó mua nhà mua đất rồi, công bằng cái kiểu gì đây? Nhà cha tôi, vợ chồng anh chiếm đó. Bây giờ anh trả lại đi. Cô... Để tôi nói hết cái đã. trả lại nhà kia. Còn cái nhà này bán đi, cộng với số của đào được, tất cả chia đôi, hai anh em mỗi người một nửa. Anh chịu chưa? Cô tính chơi trên đầu cha người ta hả? Từ lúc được cha cho của, tôi nói là thôi hay bỏ đi, khỏi lấy lại nhà cha tôi ở bên đó chi cho mất công. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Cây muốn lặng nhưng gió đâu có ngừng. Đáng ra để vợ chồng tôi căn nhà này, thêm số của đó để làm vốn, rốt cuộc phải đem nạp hết cho anh. Vậy mà anh còn tán tận lương tâm tới đây để đòi chia của nữa. Lẽ ra cô đã có tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ cô muốn đấu trí với tôi. Được, tôi sẽ đấu với cô. Được, tôi muốn buông rồi mà anh đã nói như vậy, thì bây giờ mình gầy lại cuộc đấu đòi nhà. Con tôi bây giờ lớn rồi, cửa nào tôi cũng đi. Mà tôi nói cho anh biết, cha linh lắm đó. Từ ngày cha báo mộng, tôi đã đi chùa cúng cha rồi. Cô hay lắm, chờ đó mà coi. Kiện, phải chia đôi. Bây giờ kiện ai? Kiện ông già hả? Miếng đất đó đáng lý ra là phải chia đôi. Vợ chồng mình lấy, đẩy nó ra, bỏ đó. Đào bới xới tung lên mà có thấy gì đâu. Ổng linh cỡ đó mà giờ mình kiếm chuyện với thằng khờ, ổng về ổng bẻ cổ đó, chịu không? Chịu không? Trời ơi. Mà thì cũng không ai như cha hết trơn. Hai đứa con mà chi không có đồng đều à. Đứa khôn đứa khờ, phải giao cho đứa khôn quản, tin tưởng đứa khôn chứ. Đằng này đem đi giấu giếm, có nhiều đem vú cho thằng khờ hết trơn à. Bởi vậy trên đời này không có cái gì là công bằng hết á. Mệt quá, bây giờ tụi nó có ăn không? Không biết làm sao mà thằng đó nó hên dữ vậy ta. Vì có vợ đẹp, con khôn, còn bây giờ phất lên nữa, rồi đi đâu ra ngoài đường ai cũng thương nó hết. Tới mình chết cũng thiên vị nữa. Bây giờ bà nín chưa? Bà không nín tôi kẹp cổ bà. Ăn cơm đi, nói nhiều quá. Mình mà trưa mới đi nghe qua quán của nó. Trời ơi, ở đâu ra mà khách quá trời luôn á mình. Em thấy hai vợ chồng của nó chạy ra chạy vô, xồm lắm. Xồm thì kệ nó, nói tôi chi. Mà sao cái gì nó cũng được hết trơn vậy mình. Vậy mới tức chứ. Trong khi á, mình vậy hoài mà kiếm không được đứa con nữa. Tối ngày cứ đi te rẹt nhiều chuyện, kiếm đâu ra. Te rẹt hồi nào. Em cũng đi lo kêu người làm chứ bộ. Càng ngày càng khó kêu người, không có đứa nào chịu làm hết. Bóp họng cho cố vô, ai mà làm. Nhìn tụi nó đầm ấm hạnh phúc, tuổi thân gì đâu luôn. Làm ơn đi ngủ giùm tôi được không? Lải nhải suốt ngày suốt đêm mà. Ngủ gì mà ngủ, gì cũng la, gì cũng la hoài. Đinh! Chàng ơi, hết gạo rồi. Dạ. Để em ra dựa gạo, kêu người ta đem gạo vô. Chàng ở nhà trong nhà giùm em nha. Nàng đi đâu cứ đi. Mà nè, chàng nhớ không có đi đâu hết nghe không? Không, ta không có đi đâu. Ta còn ở nhà cô quán, coi con mà. Mà chàng nhớ, có ai rủ đi đâu cũng không đi, nhất là anh hai đó. Anh hai không có rủ ta đi đâu đâu, nàng yên tâm. Em đi rồi về liền. Chàng nhớ nha. Khờ. Ủa anh hai, sao quán xá vậy mà vắng que vậy mày? Không có đâu, nhiều lúc chạy không kịp với khách khứa luôn đó. Vậy là bán cũng được lắm hả? Dạ được, với lại á, người ta nói là vợ em có gian buôn bán. Từ lúc vợ em bán thêm đồ ăn, khách khứa cũng nhiều, đỡ á. Vậy không lẽ mày cứ ở vậy bám váy vợ mày sao? Không chịu làm ăn gì hết hả? Tại vợ em nói vậy thôi, chứ phụ đỡ đần cho vợ, khỏi đi đâu còn chi cho mất công. Có vợ có chồng với nhau cho nó vui, vậy đi cho khỏe. Mà tao thấy vợ mày nó nói cũng phải, vợ ở đâu thì chồng con phải ở đó. Dạ. Uống nước anh hai. Ê, Thôi nè. Dạ. Tao thấy mấy cái cột này nó mục hết trơn rồi đó. Mà mùa mưa sắp tới nữa, mày kiếm mấy cái cây gỗ tốt á thay thế vô, chứ mùa mưa tới rồi nó sập nhà nguy hiểm lắm. Mà sắp tới tao cũng đang tính kiếm mấy cây gỗ để về sửa cái bếp. Đi vô rừng với tao không? Vậy cho em đi chung với. Thường á, người phụ nữ nào á cũng muốn được ở trong căn nhà an toàn, tốt nữa, hiểu không? Đừng có trôi biết trước. Mày cứ lẳng lặng mà làm cho nó vui. Miễn giờ em vui là em vui. Ý vậy anh hai chờ em vô lấy đồ rồi mình đi luôn. Dạ. Ê, có gì vui vậy? Hay quá. Cậu Tân, cậu đi rừng chung với anh em tụi tôi không? Mày điên hả? Mày có thấy ai đi rừng mà cái tướng như nó không? Vô trong rừng cây cối nó cứ san sát nhau. Nó vô trong đó rồi nó kẹt giữa hai cái cây, ai lôi nó ra? Ha. Cậu Tân, không ấy thôi, chứ cậu đi tội nghiệp cậu. Anh em được quá ha. Giờ cho vàng tôi cũng không vô rừng nữa, xa xôi hẻo lánh. Chứ em qua đây làm chi? Qua tính coi có anh em không nói chuyện chơi. Mà không có thôi tôi về. Nhiều chuyện là ông ấy, ngày nào cũng thấy ở đây á. Chiến hữu vui ha. Em ước em cũng có chiến hữu như vậy á. Chờ em chút nha. Mày á nha, mày dạo này á, mày chảnh dữ lắm rồi đó nghe. Cha chồng chết rồi còn hiện về báo mộng cho của. Nghe thiên hạ khen dâu hiền vợ đảm. Chắc mày nghĩ mày ngon lắm hả? Tôi không có nghĩ gì hết á. Còn chị muốn á, thì lo sống sao cho cha hiện hồn về đi. Không phải cha chồng tôi cũng là cha chồng của chị sao? Tao biết. Bây giờ mày ngon lắm rồi. Nè, tao cảnh cáo trước nghe, chồng tao dai lớn, ổng không bao giờ chịu thua thằng em khờ của ổng đâu. Mày chống mắt lên mày coi đi. Chị về chị là hạnh phúc của mình đi, tối ngày đi hại người. Tôi không bao giờ muốn đụng chạm với vợ chồng anh chị hết. Tha cho vợ chồng tôi đi. Chị về chị nói với chồng chị, đừng có hù. Tôi không có sợ đâu. Ổng hù mày cái gì? Năm đó chồng tôi có người hại ngoài bến tàu, tôi không nhờ người theo dõi là chết rồi. Chồng chị cũng biết rõ hung thủ đó. Chị về chị hỏi đi. Mày... chồng mày đâu? Anh hai ơi, ở đây được rồi, ở đây cũng có nhiều cây mà, đi đâu mà sâu quá vậy? Phải vô rừng sâu thì phải có gỗ quý chứ. Chịu khó chút đi, tiếp tục. Lẹ lên. Nhanh lên. Mình ơi. Con ơi, cô Tí. Dậy đi con. Nãy giờ con thấy cha con đâu không? Con không biết, nãy giờ con ngủ mà. Vậy con thấy ai đi ra đi vô nhà mình không con? Con ngủ sao con biết được mẹ. Anh Hai ơi, em mệt quá rồi. Nghỉ ở đây một chút cũng được. Quá tam ba bận. Kỳ này tao sẽ quá kiếp cho mày để nhẹ nợ cho nàng. Tao rành hơn, tao sẽ đi vòng vòng ở đây để kiếm cây gỗ quý. Nếu mà tìm thấy, tao sẽ quay về đây báo. Hai anh em mình cùng đốn. Được đó anh Hai. Anh Hai, đi rừng mà kiếm được gỗ quý chắc là nàng vui lắm. Phải vui thôi. Kỳ này chỉ có trời mà có thể cứu được mày. Mà nếu như trời có cứu mày thì mày cũng trở nên tàn phế thôi. Mày sẽ không bao giờ làm kỳ đà cản mũi tao thêm một lần nào nữa. Cô Tí, sáng giờ cha con đi đâu mất tiêu à? Mẹ thấy nóng trong lòng như lửa đốt vậy đó. Để mẹ chạy đi tìm cha con. Con ở nhà coi quán nha. Dạ. Tí, coi chừng nhà nha con. Dạ. Mình hết hồn à? Làm gì mà mình hết hồn vậy? Làm gì mờ ám hả? Có làm gì đâu. Thằng khờ đâu? Ai mà biết. Tự nhiên cái hỏi thằng khờ đâu à? Ông Tân, ông biết mình đi rừng với nó đó. Sao mình liều vậy? Cái gì? Thằng Tân nó nói vậy hả? Ừ. Mình làm gì thằng khờ rồi đúng không? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Anh Hai ơi. Con nữ. Mình yên tâm đi. Cỡ gì cũng phải chối nghe không? Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu rồi? Gì? Tự nhiên chạy qua đây kiếm chồng mình à? Nguyên ngày hôm nay anh nằm ở nhà nè. Anh có thấy nó đâu? Hồi sáng giờ anh qua bển hỏi tôi là anh ở đâu mà. Anh nằm ở nhà mà em qua bển tìm anh chi vậy? Thì tại em nhức đầu, em nằm trong bụi em không thấy nên mới qua hỏi vậy mà. Đúng rồi, nằm ở nhà nè. Mấy người. Hồi sáng giờ của anh qua nhà của tôi kiếm anh rõ ràng. Anh... Ủa, tôi ở nhà để bà qua bển kiếm tôi chi vậy? Trời ơi, tại mình nằm ở trong buồng, mình bị nhức đầu. Rồi em không thấy mình đâu, em mới chạy qua bên đó em hỏi thử. Đúng rồi, mà nằm trong buồng á. Mấy người. Mấy người gì? Lo đi kiếm chồng của mình đi. Ở đó mà hù ai. Mình ăn gì không? Em dọn cơm cho mình nha. Ăn cơm, có canh có cá nghe. Còn đứng đây nữa, lo đi kiếm chồng đi. Đó, mình thấy chưa? Vợ của mình cũng lanh trí như ai. đâu có thua ai đâu. Mờ chị cho xa. Mình làm gì thằng khờ vậy? Nó là sao rồi? Tại sao vậy? Sao không thấy gì hết vậy? Sao? Sao không thấy gì hết vậy nè? Anh hai ơi, sao em không thấy gì hết?